Nào chị nhìn gãy nè, hớp lực xiết bụng từ ở dưới, bật nhập rồi xuống, rồi bật nhập, nó phải vô đúng cái điểm đúng không? Nó phải vô đúng cái điểm của kiện đấy, hay bị xéo chứ lan đi đỏ này. Bên này á. Rồi lan đi. Chứ mà vừa lên thì kia nhập vô liền, phải làm. Đó, nó vô đúng chục rồi. Nhớ cái điểm tay em đỡ là cái điểm nó vô đúng chục rồi xuống. Xuống, rồi làm tiếp. Cái đầu hai sau vô. Đúng rồi đó, nó vô đúng điểm nè. Em đỡ thêm một cái xuống. Em đỡ thêm một cái, nhớ là đúng cái điểm tay nè. Đó, phải như vậy là nó, hiểu không? Hiểu không? Rồi giữ thằng bằng đâu, thằng bằng nào. Thằng bằng đâu. Rồi giờ thử tự lên, cái là vô đúng cái chục. Nó sẽ giữ được. Đưa vô đúng cái chọc qua ngay đó. Nó phải hơi đổ tới chút xíu. Một lần nữa thôi. Rồi ngay đó, giữ, đúng rồi. Nghỉ xíu. Hấp ngực xiết bụng từ ở dưới, lên đúng cái chọc ngày hồi nãy em đỡ. Nhập chân nhanh hơn xíu. Đó, sắp vô được cái chọc, nó phải hơi đổ tới chút xíu thì mình mới giữ được. Cho nó hơi đổ tới chút xíu. Hơi đổ tới xíu rồi kìm lại, còn lần ba nữa sao? Chưa nhập chân nhanh vô đó, nó phải hơi đổ tới tí xíu đó. Đúng rồi đó. Rồi lần nữa thôi. Rồi đúng rồi, giữ ngay đó đúng rồi. Rồi nghỉ xuống sâu lên xíu nữa, nhấn xuống nó để đưa vô đúng cái chục của cái vai, đừng có bị chồm vai nhiều quá, cứ mở vai nhiều ra. Hít một hơi sâu vô, nhập chân sâu nhanh hơn tí xíu, cái chân lên sâu á nó nhập nhanh hơn tí xíu, nhanh hơn, đưa đúng cái điểm rồi giữ ngay đó, hít hơi vô rồi giữ đúng rồi, giữ tiếp đúng rồi. Hấp ngực rồi độ tới đúng rồi, rồi giữ ngay đó rồi thôi nghỉ xíu nhập. Đó, muốn vô chụp vậy đó. Cho nó. Rồi, đổ tới xíu. Đấy. Hấp ngực xíu bụng từ dưới. Rồi. Nó ngay đúng mấy chục là giữ yên, không có trả về nữa. Rồi, giữ. Thôi sao vô. Rồi, giữ. Thì lúc mình lên phải cứ ráng bật dứt phát lên cho nó vô cái điểm. Chưa, đó, chưa tới nè. Nó làm xíu một phát chắc bụng vô rồi. Đúng rồi. Bị cái lưng dưới yếu, không phải lưng dưới yếu nữa, nó cứ nhào tới trước. Còn bụng thì ok. Chưa tới. Đáng tới cái chục đó. Đừng quá. Rồi hít một hơi sâu vô. Lúc lên nín hơi rồi. Lúc lên là nín hơi nha. Nhập đó. Ngay cái điểm nó bắt đầu siết lại. Chân nhập nhanh hơn xíu. Nhớ ngay cái điểm đó nha, ngay cái điểm nó lại nhẹ lắm. Rồi giữ luôn. Giữ. Đúng rồi, tiếp luôn. Chưa tới cái điểm đó. Rồi, ok. Đúng rồi, mong giữ cho tường. Khép hai chân lại cái đó. Gót chân không đụng tường, nó chỉ dưới đó. Rồi đưa một chân xuống, giữ mũi chân ra. Xuống 90 độ luôn. Xuống hít vô lên hả ra. Xuống sâu lên xíu nữa được không? Nhập nhanh hơn xíu nữa, nhập dứt khoát lên thì sau này mình dùng mình nhập ở bên ngoài cũng vậy. Thở xuống hít vô lên, thở ra, đúng rồi, nó nhập đều vào cái chân ở trên nó đợi cái chân ở dưới nhập vô, không chân ở trên nó giữ yên đợi chân ở dưới nhập vô, đúng rồi, nhập vô đúng rồi đó, xuống sâu rồi đó, chính xác. Thở ra, nhớ ngoài làm vậy nha, đúng rồi, tốt. Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, đúng rồi, vô thở ra, đúng rồi, tốt. Đúng rồi, tắt khép luôn. Đúng rồi, khép nhanh dứt khoát vô cho cái lưng dưới, đúng rồi gót chân không đụng tường nha, tốt. Hít thở đúng rồi quá tốt. Đúng rồi đó, biết siết không rồi, cứ đổ tới đi, siết mông lại, giữ ráng lên, siết mông, đúng rồi, giữ luôn đó, thấy không, siết mông lại là tự động nó giữ được rồi, tốt. Rồi nghỉ xíu đi, lúc lên chân thì nhập siết mông. Đó, chưa tới, cứ tới nhiều lên biển sao mình siết được cái mông là ok, mà đừng có lố quá. Lên đúng cái trục chân kia nhập vô liền. Siết mông lại rồi, giữ luôn tiếp tục, giữ luôn tiếp, giữ tiếp rồi thôi.
rồi hít một hơi sâu vô, đúng rồi đó, thấy không, lên là dính liền, thấy không, tiếp tục luôn, tiếp tục luôn, tiếp tục luôn, tiếp tiếp rồi thôi, được rồi, được rồi, lên đúng điểm đi cả, rồi siết lại, chịu mũi chân đúng rồi, không mạnh đâu, không mạnh đâu, siết chặt lại rồi đó, đó cái thằng mạnh này là nhớ nha, có phần người đỡ cũng vậy, đẩy nó thôi, cái lưng dưới nó bị lỏng, cái bụng mình siết tốt, cái tập trung vừa siết chặt bụng vừa siết chặt lưng vậy là tự động đó, cứ thằng đó. Đó, 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 cái điểm mạnh này đó, tiếp 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 vừa giữ vừa thì không mạnh, lỏng lưng rồi, tiếp tục cố lên cho vai đó bạn, đúng rồi, tiếp tục cố lên, tiếp tục cố lên, đúng rồi, tốt tốt, tiếp tục cố lên, xin cố lên, xiết cái bụng vô lại, chỉnh lại nè, ừ đó, nhớ không người đó vậy, cố lên, đúng rồi, đó rồi thôi tốt rồi, ok nhớ nè, nhớ rồi hấp, ừ đúng rồi, hấp ngực xiết bụng sao đâu, hấp ngực vô nó xiết cái bụng thêm nữa, cuộn cái bụng thêm lên thêm, vừa cuộn bụng vừa xiết mông, đó là lên handstand, ráng giữ y như vậy, hiểu không, đó nhớ nha, đó nhớ nha, cuộn cái bụng thêm nữa, cuộn cái bụng trên lên thêm nữa, cuộn bụng với mai chu mông, cuộn cái bụng với mai chu mông, ừ vừa xiết mông xuống vừa cuộn bụng lên, đó là lên handstand mà nó sẽ luôn luôn nó vẫn, nó không có bị lỏng, hiểu không, thế nào đó nhớ nha, lên handstand phải vậy, cuộn cái bụng thêm nữa, rồi thôi tốt.